Trước khi trả lời câu hỏi của Lợi Na, hắn đang nhớ về lần đầu tiên gặp cô ở nơi mà Lợi Na đặt tên là cứ địa bí mật. Lúc đó cô vô cùng hào hứng, liên tục hỏi dồn, "Ang Ang, ngươi xem đi, ta nói có đúng hay không?" Hắn nhớ khuôn mặt của Lộ Na sáng ngời dưới ánh nắng, giang hai tay ra tận hưởng bí mật tuyệt vời của mình. Chỗ này không những không có người đến, mà còn có thể nhìn thấy một vùng diện tích rất lớn của thành trấn đó. Ang còn chưa hiểu vì sao con nhỏ này lại phấn khích như thế, cô đã a lên một tiếng, đòi đặt tên cho nơi này là căn cứ bí mật. Hắn nhíu mày nhìn Lợi Na rồi búng chóc vào giữa trán làm cô đau oai oái lên. Khi con nhỏ còn đang xoa xoa đầu, Ang đã cười hỏi, căn cứ bí mật gì cơ chứ, Lợi Na, ngươi vẫn là con nít hay sao, coi chừng sẽ trở nên ngốc hơn nữa đó. Lợi Na vừa quê vừa đau nên cáu bẩn gào ầm lên, mỗi người đều muốn có một căn cứ bí mật mà. Huống hồ, nói đến đây tự dưng thấy mình không cãi được nữa, Lợi Na chuyển qua chửi mắng Ang đúng là đồ ngốc, ngươi chỉ biết giết có mỗi ác ma thôi, cái gì cũng không hiểu. Được rồi, hắn đưa tay lên che hai tay, công khai chống đối, miệng nở nụ cười chịu thua. Khi đó cùng với Lợi Na nhìn ra ánh nắng hoàng hôn rực rỡ bên ngoài, hắn tự dưng khen một câu, nơi này thật sự rất yên tĩnh, có mỗi thế thôi, chứ không nói đẹp hay thừa nhận cái tên căn cứ bí mật gì cả. Đột nhiên Lợi Na quay đầu về phía sau, bảo Ang nhìn kìa. Hắn theo góc nhìn thấy cô đang cho những mũi tên màu xanh lá chui từ đất ra, khắc chữ lên bề mặt một phiến đá. Tưởng khắc cái gì, hóa ra xến sẩm mấy chữ Lợi Na và Ang, đã thế cô còn reo lên, ta đã quyết định rồi, sau này nơi đây chính là căn cứ bí mật của chúng ta. Ngươi không được nói cho người khác biết đâu nhé. Đã mấy chục năm trôi qua đằng đẵng, hòn đá khắc tên hai người vẫn còn nguyên, ngoại trừ bị phủ một chút rêu phong chữ tên Lợi Na và Ang vẫn còn nhìn rõ mồn một. Bởi vậy giờ đây mắt cô long lanh nhìn hắn với vẻ khẩn thiết, câu hỏi nghe nức nghẹn, ngươi chính là Ang đó sao? Ngươi nhớ căn cứ bí mật này của chúng ta đúng không? Ang xúc động theo, hắn nhìn Lợi Na chằm chằm, không biết nói thế nào cho phải. Một chữ ta ngắc ngứ mãi nơi cổ họng, có điều hắn chưa quyết định xong nên nói hay thôi. Lợi Na đã nhanh chóng quay đi, tay quẹt nước mắt, giọng cô vẫn run run, xin lỗi, ta có hơi mất bình tĩnh, dọa ngươi giật mình rồi. Ang cúi mặt dưới ánh nắng, nghe cô tự giải thích rằng cậu và một người vô cùng quan trọng lúc trước khiến ta cảm thấy quá giống nhau mà thôi. Đột nhiên cô đổi chủ đề cho đúng thân phận hơn, hành động của ngươi trong cuộc thi quá mức lỗ mãng rồi. Nếu như ta không xuất hiện kịp thời, có thể ngươi khó giữ được tính mạng. Cứ xem như ta trả ngươi ân tình ở dưới bức tượng kia, hai chúng ta huề nhau rồi. Đột nhiên nghe tiếng hắn gọi, Lợi Na, làm cô ngừng khóc hẳn, ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn gọi mình làm gì, đã bị bàn tay búng một phát giữa trán đau điếng. Dù gì người ta cũng là chị gái lớn tuổi, vậy mà vẫn không chút nương tay như ngày nào. Ang hỏi, vẫn còn nhớ căn cứ bí mật à? Đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn còn là một cô nhóc à? Ang lặp lại những lời hệt như năm đó đã nói với Lợi Na, cũng như cho cô một câu khẳng định. Nhưng có vẻ cô không tin được những gì mình vừa nghe, mắt mở lớn, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Rồi bất chợt, khuôn mặt khi chảy dài dòng nước mắt, cô nức nở gọi Ang, khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Người vẫn còn sống rất tốt, thật sự quá, quá tốt rồi. Nhưng có tốt không? Hắn biết là không, nên đành thở dài ra một tiếng. Có tốt hay không thì hắn cũng đã quay về, vậy nên dưới ánh mặt trời rực rỡ cuối ngày, Ang điềm nhiên nói với Lợi Na. Đúng, ta là Ang, ta về rồi đây. Lợi Na nhào qua ôm chầm lấy hắn, với tốc độ nhanh đến mức tưởng đâu đang vật một con ác ma. Lúc Ang còn đang ngạc nhiên, phần ngực áo đã thấm đẫm nước mắt. Lợi Na run run hỏi, sao bây giờ mới về? Tại sao bây giờ mới về chứ? Cô gào lên ầm ĩ như chút hết bao nỗi căm hờn rồi khóc thật lớn. Ang dùng hai tay ôm Lợi Na vào người thật sát, hắn có cảm giác mình đã trở về lại làm Ang Vương năm nào, đang ôm một con nhóc mít ướt trong lòng. Thời gian như đã quay ngược lại, cuối cùng hắn cũng được gặp một người để bản thân nhớ lại ký ức những năm tháng đó. Mấy cánh chim cho nghiêng trên nền trời dần về tổ sau một ngày dài, cả hai vẫn đứng đó trò chuyện với nhau. Đầu tiên chính là nghi vấn đáng có từ khi nghe Ang đã trở về. Ngươi là nói, ngươi từ nửa thế kỷ trước xuyên không đến đây sao? Hơn nữa trong bia cổ vương, có quỷ cấp 8 tồn tại sao? Ác ma cấp cao nhất không phải cấp 7 sao? Hắn nhìn vào ánh sáng bên ngoài, nhắc lại chuyện này thật khó hiểu đúng không? Thật ra ta cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, ngay cả bản thân ta tự nói ra cũng thấy thật là khó tin. Nói tóm lại, ta, người đáng lẽ đã chết nửa thế kỷ trước, đã trực tiếp xuyên không đến hiện tại. Hơn nữa, trong cơ thể còn có một thứ rất quỷ dị, nhưng Lợi Na không hỏi đó là thứ gì, quan trọng hơn là người quan trọng với cô lúc này đang ở trước mặt. Giống như người nói vậy, tóm lại, người còn sống, thật sự quá tốt rồi. Ang chợt hỏi, đúng rồi Lợi Na, ta không hiểu, vì sao bây giờ tòa thành này, vì sao mọi người đều có địch ý lớn như vậy với chúng ta? Năm đó chúng ta đã liều cả tính mạng vì tất cả nhân loại, vì sao bây giờ bọn họ lại hận thù chúng ta như thế? Lộ Na ngập ngừng, nhìn ra đường chân trời mà không nhìn hắn. Thật ra, nếu nhất định phải nói, đó là vì ngươi. Hắn ngạc nhiên nghe cô kể, trong cuộc chiến thành Thự Quang năm đó, ngươi đã dẫn đầu một đội chiến binh đến bia cổ vương. Ngươi còn nhớ không, hầu hết mọi người đã cố gắng hết sức để khuyên ngăn ngươi không nên tùy tiện tiến vào bia cổ vương. Đại diện của chiến sĩ và hậu cần còn đến tiền tuyến để ngăn cản ngươi. Thời điểm đó, vì thế cục hiếm khi có lợi với chúng ta, ý kiến của tất cả mọi người là duy trì sự cân bằng hiện tại. Nhưng lúc đó ngươi đã không nghe lời khuyên. Ngươi nói với mọi người, chờ chúng tôi trở về, rồi quyết chí dẫn một nhóm chiến sĩ vào trong. Khi đó cũng là khung cảnh cuối cùng của Ang, hắn cũng là người cuối cùng tắt thở. Sau đó, tin tức ngươi chiến tử trong bia cổ vương đã truyền về.
Khi tin tức về cái chết của ngươi lan rộng, khí thế và lòng tin của các chiến sĩ đều rơi xuống đáy vực. Bởi vì chiến binh đại diện cho sự mạnh nhất đã chết, vua của bọn họ đã chọn cách rời bỏ, sự tuyệt vọng bao trùm toàn nhân loại. Sau khi ngươi chết, hàng đàn lũ lượt ác ma đã tiến hành phản công với quy mô lớn. Vùng đất bị mất mà chúng ta đã giành lại, một lần nữa bị ác ma chiếm đóng và giẫm đạp. Thi thể của các chiến sĩ ở khắp nơi, lúc đó có người từng thống kê, trong mỗi 10 chiến sĩ sẽ có 9 người chết. Đối với nhiều người mà thói, bọn họ cho rằng tất cả chuyện này đáng lẽ không xảy ra mới đúng. Nếu lúc đó người nghe theo lời khuyên can, không tùy tiện tiến vào bia cổ vương, có lẽ số người còn sống trong cuộc chiến thành Thự Quang sẽ còn gấp mấy lần con số sau chuyện đó. Theo thời gian, Tân Lục Hào và Tân Vương từ từ xuất hiện. Chuyện bất lực chính là bọn họ cũng nằm trong số những người đã phản đối quyết định năm đó của ngươi. Cho nên, bây giờ rất nhiều người đang hận thù ngươi. Mà những người còn lại trong Lục Hào bọn ta, bởi vì được xem là những kẻ ủng hộ ngươi, cũng bị mọi người phỉ nhổ. Cuối cùng bị Tân Vương tước bỏ thân phận chiến sĩ, những chuyện về sau này Ang đã được tận mắt chứng kiến. Bởi vậy bây giờ hắn run rẩy không tin được, quyết định năm đó của mình đã hại chết rất nhiều người sao. Mà quan trọng hơn nữa, đã đẩy những người từng cùng kề vai sát cánh với hắn vào con đường bị tẩy chay, sống lay lắt. Lợi Na biết hắn định nói gì nên đã lên tiếng trước. Nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi, mọi chuyện đã là quá khứ, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Ta thỉnh thoảng đi ngang qua bức tượng năm đó của ngươi thì sẽ dừng lại để nhìn ngắm, rồi nhớ lại rất nhiều chuyện đã bỏ lại phía sau cả mấy chục năm. Lợi Na quay sang nhìn hắn, không thể không trầm trồ, cách ngươi sống lại thật là một kỳ tích đó. Người mà cô luôn nhớ mong bằng cách nhìn vào bức tượng, vậy mà giờ sống lại với giao diện tuổi đôi mươi đứng bên cạnh. Nói Lợi Na tiếp nhận thông tin này hơi nhanh cũng đúng nữa là. Ang bực bội chất vấn cô, đây là đạo lý gì chứ? Năm đó ta muốn giải quyết ác ma tận gốc, cho nên mới vào bia cổ vương. Ta làm vậy để nhân loại, để đời sau của chúng ta không phải chịu sự xâm lược quấy rầy của ác ma nữa, cho nên mới quyết định như vậy. Lợi Na tiến đến chạm tay lên mặt để giúp hắn bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ta biết nỗi khổ của ngươi, nhưng có lẽ ngươi cũng không thể trách bọn họ được. Bởi vì kết quả năm đó đối với phần lớn mọi người mà nói, không một ai có thể chấp nhận được cả. Một người làm vương như ngươi đương nhiên sẽ trở thành đối tượng mà họ chỉ trích. Ang nhắm mắt, sự bình tĩnh dần ùa về khiến hắn bình thường trở lại. Hắn hỏi, vậy còn những người còn lại trong Lục Hào đâu rồi? Lợi Na buông tay, giọng trầm buồn kể, sau khi ngươi hy sinh năm đó, ba người còn lại cũng đã hy sinh trong cuộc chiến sau đó rồi. Còn lại ba người, trong đó có ta là còn sống. Hoàng Hạch Đại Địa, An Nhiễm, một trong Lục Hào lúc trước đã bị thương nặng. Sau đó hắn đã chủ động từ bỏ thân phận, quy ẩn ở một thành trấn nào đó rồi. Ta cũng vậy thôi, Lợi Na nhìn xa xăm khi nói, ta vốn định rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi tràn ngập hồi ức này. Nhưng Lam Hạch Huyễn Ảnh, Đức Hạ, bởi vì phản kháng Tân Vương, cho nên đã bị đánh đứt cả hai tay hai chân, vứt vào địa lao đợi chết. Ang cáu bản thật sự, cơn giận lúc nãy bị ghìm xuống lại trỗi dậy, Đức Hạ sao? Vậy mà bọn chúng lại dám đối xử như vậy với các ngươi vậy sao? Cái đám khốn kiếp đáng chết này. Càng nói Ang càng giận, cơ thể tỏa ra luồng sát khí đáng sợ mà hỏi Lợi Na, tại sao các ngươi không hợp tác với những người ủng hộ chúng ta để phản kháng Tân Vương? Câu trả lời rất đơn giản, Lợi Na bảo, bởi vì hắn quá mạnh rồi, hắn ta là chiến sĩ cấp 7 duy nhất có 3 hạch tâm. Ta cho rằng dù là người mạnh nhất năm đó như ngươi, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngươi cũng chú ý rồi đúng không? Tân Lục Hào bây giờ đều mạnh hơn chúng ta lúc trước. Ang ừ, hắn đã thấy chiến sĩ cấp 7 hai lõi quỷ rồi. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Đức Hạ chết trong địa lao được chứ. Cho dù thế nào đi nữa, nhất định cũng phải cứu cậu ta ra. Nhưng chính Ang cũng cảm thấy rất khó làm được. Hắn đâu thể tự tưởng tượng ra thế nào là một chiến sĩ có đến 3 lõi quỷ trên người chứ. Rốt cuộc là làm thế nào chứ, khốn kiếp thật. Lợi Na đột nhiên lên tiếng, có lẽ có cách này ngươi thử xem. Khi đó đôi bàn tay Ang đang siết chặt với vẻ không cam tâm. Cô hỏi, Ang này, ngươi có biết sức mạnh nguyên tố mà ác ma đang nắm giữ hiện tại không? Dĩ nhiên Ang biết mỗi con quỷ sẽ có một lõi khác màu tượng trưng cho nguyên tố của nó, nhưng đó là điều căn bản nhất đối với một chiến sĩ. Vì sao Lợi Na lại hỏi hắn?